Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Dual Team P-Dragon, một khẩu súng anh em yêu cầu mình làm trong range C4. Sắp tới anh em muốn mình làm về khẩu gì thì hãy comment bên dưới clip của mình sẽ cố gắng đọc hết và phục vụ các bạn. Đấy, hiện tại thì team mình đang thua với tỷ số là 0-2, không biết là team mình bán như thế nào và mình quyết định là quay lại cái độ oxy của team mình. Đấy, các bạn hãy cùng xem mình gánh team bật kèo như thế nào để win được tụi nó nha. Không, bọn này cũng bình thường thôi. À, có biến. Úi dồi, con lợn này mày lạc đi đâu đấy? Rất tiếc. Rồi, ở mid có người, ấy chứ nhầm, ở hồi sinh nhà nó. Để mình đi móc hồi sinh. Đấy, mình nghe nghe rồi. Nghe rồi. Một con lợn, hai con. Vâng, đơn giản thế thôi, một nốt nhạc mà anh em mình nó làm như là khó khăn lắm ấy. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục 1-2 đấy nhá, chúng ta sẽ tiếp tục lên 2-2. Nói là nói vui thì thôi, không biết lên được không này. Đấy, rõ ràng team bạn cũng bình thường thôi mà không biết là sao lại thua. Xảm thật. Ơ kìa, ơ kìa, mặt lại nhìn đi đâu ấy. Vâng, bạn ấy đi vào khu vực HL nhưng mặt thì lại cắm vào khu vực mic. Buồn cười. Chết kỹ nha, chết kỹ nha. Ôi, ấn nhầm thay đạn. Rồi. Sorry bạn nha. Thực sự thì cái pha đấy mình ấn nhầm nút thay đạn. Vâng, đen. Vào đây. Có lấp ló cái đấy là cái gì nữa. Đồng đội đang báo là nó đẩy lên móc nhà và nó sẽ đi ra sang rào, và thằng kia thì lại cắm mặt sang rào. Phải lên đây chứ, cắm mặt sang đấy làm gì. Rào thì cứ đứng đây mà canh thôi. Khẩu này bắn xa hơi bị yếu nha. À, này thì đẩy lên này, đẩy lên này. Rồi, lại win. Dễ nhở. Thì mấy sao team mình chết hết. Hư cấu. Rồi, may quá. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục bật kèo. Chắc cái trận này cũng nhanh thôi. Cố gắng đẩy nhanh một tí. Đấy đấy đấy, dâu nhất đây. Đấy đấy. Rồi, anh em quyết định là đẩy mic à. Mình tính qua kênh móc rào nhưng thằng kia nó qua nó kênh trước rồi. Đấy, kiểu gì cũng bọn kia nó cũng sẽ đẩy lên nhà để đi móc thôi. Rồi. Đấy, có sai đâu. Cầm 3Z mà đẩy vào đây. Thật là hư cấu quá đi à. Sao team mình lại chết một lũ trên khu vực B à. À, mày đẩy lên này, con lợn này thích đẩy không? Thích đẩy cái gì? Lên. Lên là lên là lên. Lung linh là lên luôn. Ô. Đậu xanh. Mình quên check bên kia. Trời ơi, HL thắm thế. Vâng, bình thường thì mình hay đi vào check nhưng mình thấy đồng đội nó lên hết hết trên đây cả rồi, mình không check cái đích nào. Hay thật, đồng đội bắn VL thế. Vâng, nó bảo lên mình là lên luôn anh em ạ. Lung linh là mình lên luôn ấy. Rồi, thế này thì win đâu khó ta. Nói không có thằng nào đẩy khu vực rào. Vâng, chúng ta sẽ bỏ khu vực này đi và chuyển sang khu vực úp rồi móc bia à. Đấy. À, thằng khốn nạn này nó lại chuyển sang đứng bên này. Thật là VL. Đâu rồi? Mày lượn đi đâu ấy con lợn kia? Lợn đi đâu? Một bé. Rồi, đâu rồi? Có nên đấu súng không ta? Đờ mờ cái clan rẻ rách toàn chơi TMP. Đậu phộng. Mình đua TMP mà. Chơi đua TMP thường chứ phải TMP VIP đâu. Đùa thật ý. Mình không chơi TMP VIP anh em ạ. Anh em có thấy mình là gánh team bằng khẩu TMP Royza chứ không phải là TMP thường.
Vâng, bị chửi sấp mặt lờ. Khó hiểu thật, TMP thường nó không giống như TMP VIP đâu. Nó bắn cũng bình thường thôi. Nó không xả đạn nhanh như lại TMP VIP. Và nó rất là cùi bắp. Tuy là nó á đủ đầy kìa. Rồi clan rẻ đấy. Ở cái định mệnh. Thằng kia còn một tiết thôi nhá. Úi trời ơi, một tiết mà. Vãi nồi. Sao để chết xàm nhỉ. Mình đang suy nghĩ về cái vụ mà clan để rách. Sorry nha. Bắn hơi bị xàm tí. Vâng. Cái pha đấy đấu súng xa thì không nên. Tại vì đam từ xa nó rất là yếu. Bắn không lại. Cái quả đấy mà AK thì có thể là nhấp lại. Nhưng đối với TMP thì không thể. Nhưng đối với đua TMP thì nó lại khác. Đua TMP nó xả đạn nó bình thường. Tại vì nó không có cái nấc xả 3 viên một hồi. Đấy, 3 viên một lần thì nó rất là mạnh. Còn đây thì xả từng viên. Địch tổ team ngu. Nó chửi team nó ngu luôn ạ. Vậy thằng này sủa sủa liên hồi ấy. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục thôi. Trận này quá nhanh. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Hiện tại thì trận này cũng là trận thua và đang dẫn trước tỷ số là 2-3. Mình quyết định là quay lại. Chứng tỏ cái độ ngu của team mình. Nhưng đây là team khác nha, không phải là team lúc nãy. Vâng, chúng ta sẽ cùng là mình sẽ không gánh được team đâu. Nhưng mà mình sẽ cố gắng không làm quả tạ để cho team phải gánh. Rồi, team bắt đầu đẩy sang khu vực B. Mình quyết định đứng đây để kênh tụi nó móc. Kiểu gì nó cũng từ A bay sang như một vị thần thôi. Chắc chắn một điều là như thế. Dạo này cái tính của mình sao thích quay những cái trận thua nhỉ? Xàm thật ý. Đấy. Đấy. Con lợn này. Mày chết chắc rồi con lợn này. Này thì bay sang như một vị thần này. Đâu rồi? Trong trong B này. Từ từ thôi, đừng có chửi. Đừng có chửi. Ok. Vâng em. Nói mình đi xa quá. Mình chạy vẫn kịp thời mà. Thằng kia nó vẫn lơ ngơ tìm bom để gỡ. Cạn lời. Ok, không sao. Trận đấy vẫn thua, vẫn win mà. Chúng ta sẽ cố gắng bật kèo. Đấy, không thằng nào dám đẩy rào đâu. Chắc chắn luôn. Rồi, TMP, đua TMP xây chết một thằng rồi. Ghê quá. Và chơi cái game này thì sợ nhất là mấy cái thằng kia nó cầm cái cung bóng tối với lại đua TMP thôi. Rất là khó và ức chế. Muốn ăn được mấy cái thằng đấy thì thực sự phải cần kỹ năng rất là cao. À, yếu máu này. Đẩy luôn. Đẩy luôn. Rồi, úi dồi ôi. Bay nồi, lách qua một giây thôi. Còn 17 tiết. Mệnh hay lắm DM. Ok, đã ăn được. Vâng, bên kia thì còn đúng một người. Còn đúng một người. Rồi, tuyệt vời. Xong luôn. Quá nhanh gọn. Đơn giản một nốt nhạc. Thua mà bây giờ lúc quay clip thì lại đẩy nhanh. Đùa thật ý. Rồi, chúng ta sẽ cùng kết thúc cái hiệp này bằng trận cuối. Và chắc chắn đây là trận cuối rồi. Khi mà bắn chú tâm một tí thì team mình nó rất là mạnh. Nếu bắn xàm xàm thì lại dễ thua. Tùy vào cái tâm lý nữa anh em ạ. Chứ không phải là bắn C4 lúc nào nó cũng phải gọi như là một cái máy đâu. Mình là con người mà. Rồi ơi, của tao định mệnh còn 4 tiết. Vào lời. Chán thật. Rồi con lợn này. Vẫn ăn được. Định mệnh. Anh em không biết tôi quay clip à? Sao lại ăn hết của tôi? Xàm vãi nồi. Cửa mic. Ok. Thế mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem để thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.